Thưa quý vị và các bạn, Hải Dương là địa phương có vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh ở hầu hết các huyện, thị như Nam Sách, Tứ Kỳ, Nam Giang, Thanh Miện. Cùng với đó, việc sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng phát triển bền vững đã được thực hiện quyết liệt. Hải Dương là một trong những vựa rau lớn nhất phía Bắc với diện tích trồng rau khoảng 40.000 ha rau với sản lượng 700.000 tấn. Với chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, các vùng trồng trọt chăn nuôi đã được theo hướng tập trung. Những cánh đồng mẫu lớn được hình thành góp phần đưa cơ giới vào sản xuất, tạo ra nông sản có năng suất cao, chất lượng tốt, được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao. Hiện nay là đối với sản phẩm của nông nghiệp và gia lộc thì trưng bày tại cái gian hàng này thì có rất nhiều các cái loại rau củ quả và một số các cái làng nghề truyền thống. Các cái loại rau củ quả này thì đã được các cái thương lái và một số các cái nhà cung cấp nhỏ cũng như là cái thu mua nhỏ của huyện thì thu gom vào với cái cho các cái doanh nghiệp mà có cái nơi cung ứng lớn và tiêu thụ chủ yếu là trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh và một số cái mặt hàng được đưa vào cái nơi chế biến thu gom của Hưng Việt để xuất khẩu. Các năm qua, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa, nhất là những mặt hàng đặc sản và sản phẩm làng nghề. Chỉ tính riêng giá quả vải năm 2015 đã cao hơn 20% so với năm 2014. Không còn hiện tượng ép giá và lệ thuộc vào thương lái Trung Quốc. Quả vải thiều Hải Dương đã có mặt khắp cả nước với mức tiêu thụ nội địa chiếm khoảng 60%, 25-30% xuất khẩu qua Trung Quốc, 5% xuất khẩu tới các thị trường Mỹ, EU, Australia, Trung Đông, Nhật Bản, v.v. Để tiêu thụ nông sản cho nông dân, năm 2016 này, ngành nông nghiệp và công thương Hải Dương đã sớm đẩy mạnh nhiều hoạt động xúc tiến thương mại. Harpro đã có truyền thống về liên doanh liên kết với các tỉnh và đặc biệt với tỉnh Hải Dương thì không phải là năm nay và những năm trước thì Harpro chúng tôi đã tiến hành làm và làm rất kỹ. Thì trong cái năm nay chúng tôi với những cái kinh nghiệm của cái năm 2015 thì chúng tôi nghĩ rằng là 2016 chúng tôi sẽ tăng sản lượng. Cái thứ hai nữa là với cái cách thức là hợp tác với cả trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh Hải Dương thì chúng tôi cũng hy vọng rằng các cái sản phẩm mang tính thời vụ cao nếu như biết cách hợp tác, biết cách tổ chức và biết cách để đáp ứng được cái yêu cầu của người tiêu dùng thì sẽ mang được kể cả hiệu quả về giúp cho bà con lẫn cái hiệu quả về kinh tế. Điều này cho thấy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản và sản phẩm làng nghề của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tại Hải Dương có điều kiện giao lưu, ký kết các hợp đồng kinh tế, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong nước cũng như tiếp cận thị trường và đối tác thương mại trên thế giới. Cái hoạt động xúc tiến thương mại đó là một trong những cái giải pháp quan trọng nhất để chúng ta thực hiện thành công tái cơ cấu và cũng là để từng bước hội nhập sâu rộng với quốc tế. Thì chúng tôi đánh giá là Hải Dương là một cái tỉnh có nhiều mô hình rất là hiệu quả, kể cả trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là đây là một cái hoạt động rất là tốt, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục làm thường xuyên và có hiệu quả hơn. Cái này thì trong cái việc tái cơ cấu ngành ấy, thì đầu tiên chúng tôi chỉ đạo các ngành nông nghiệp phát triển nông thôn là quy hoạch lại vùng miền. Đấy, chỗ nào thì trồng rau, chỗ nào là vùng quả, chỗ nào thì chăn nuôi, thì chúng tôi đã có quy hoạch rồi. Cụ thể để tạo cái vùng rau để là đấy là cái tiền đề để cho cái việc sản xuất sạch và đủ điều kiện đưa vào bước vào siêu thị, đủ điều kiện bước ra khỏi biên giới. Để tiêu thụ nông sản thuận lợi, thời gian tới tỉnh Hải Dương đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chủ động xây dựng hệ thống sản xuất, phân phối sản phẩm chuyên nghiệp hiệu quả, định hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng hệ thống doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu có năng lực uy tín, tổ chức tìm hiểu, nắm bắt thông tin về các thị trường xuất khẩu, trên cơ sở đó định hướng sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường,
tiếp tục quan tâm hỗ trợ nông dân, cơ sở sản xuất tại các làng nghề và thương nhân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng phát triển thương hiệu nông sản, sản phẩm làng nghề để nông sản Hải Dương sẵn sàng hội nhập và tăng sức cạnh tranh tại thị trường trong và ngoài nước.